Hello everyone, xin chào mừng tất cả các em. Chúng ta cùng quay trở lại với chuỗi bài giảng Preparation for IELTS Listening with IELTS Fighter. Thầy là James Nguyễn đến từ IELTS Fighter. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài học vô cùng là thú vị. Thế nhưng trước tiên, mọi người hãy cùng quan sát vào một hình ảnh và những câu văn ví dụ nhé. There are 5 runners. The first one wears green shoes. The fifth one wears red shoes. Vậy chúng ta nhận thấy có 5 vận động viên chạy bộ ở đây. Khi mình muốn đếm số lượng là 5 người, chúng ta dùng từ 5. Thế nhưng khi mình muốn nói đến rằng là người đầu tiên, người chạy ở vị trí đầu tiên là đi những đôi giày màu xanh. Đi thế còn người chạy ở vị trí thứ 5, the fifth one, lại đi đôi giày màu đỏ. Vậy chúng ta có thể nhận thấy rất là rõ ràng sự khác biệt khi mình muốn đếm số lượng và mình muốn nói đến thứ tự. Và đó cũng chính là nội dung của bài ngày hôm nay, khi chúng ta nói tới ordinal numbers, các số thứ tự ở trong tiếng Anh. So, let's get started. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải nói đến đó chính là những cái general rules. Chúng ta sẽ cùng nói về những quy tắc chung về việc là khi nào thì sử dụng cardinal numbers và khi nào thì sử dụng ordinal numbers ở trong tiếng Anh. Đầu tiên, chúng ta cần phải làm rõ về mặt bản chất. Cardinal numbers được sử dụng khi mình muốn đếm số lượng các đồ vật. Những cái số đếm này sẽ được sử dụng khi mình muốn count the number of objects. Ví dụ như chúng ta nói rằng là February usually has 28 days. Tháng 2 thông thường có 28 ngày. Vậy là chúng ta đang đếm số lượng ngày trong tháng 2. Nó có tổng cộng là 28 ngày. Thế còn ordinal numbers are used to arrange things in order. Những số thứ tự sẽ được sử dụng khi mình muốn sắp xếp những cái sự vật theo một trật tự nhất định. For example, we say we have a meeting on the 28th of February. Chúng tôi có một cuộc họp vào ngày 28 tháng 2. Vậy thì ở đây chúng ta đang nói đến ngày thứ 28 của tháng 2, bắt đầu từ ngày mùng 1 cho đến ngày thứ 28. Vậy mình sử dụng số thứ tự trong trường hợp này. Ngoài ra, chúng ta sẽ còn có thể nói tới những cái trường hợp khác mà bắt buộc phải sử dụng số thứ tự ở trong tiếng Anh. We must use ordinal numbers in the following situations. First of all, dates. Giống như trong ví dụ vừa rồi thầy đã nói, thì các ngày ở trong tháng sẽ luôn luôn được diễn tả bằng số thứ tự. For example, we say the 2nd of September, ngày mùng 2 tháng 9. The next one, trường hợp tiếp theo đó là titles of kings and queens. Đây là một ví dụ rất là gần gũi với cuộc sống. Ngay bây giờ chúng ta đang có cái bà nữ hoàng ở nước Anh, đó chính là bà Elizabeth II. Bà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Thì ở trong lịch sử của rất nhiều các cái quốc gia phương Tây, bao gồm là Anh, Pháp, Canada, Đức, Ý, vân vân. Tây Ban Nha, sorry không phải Canada, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Italy, vân 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 vân. Thì có rất nhiều các cái vị vua và nữ hoàng mà tên của họ trùng nhau. Thì để phân biệt điều này, họ sẽ đặt ra cái số thứ tự để phân biệt là ông Henry đệ nhất so với ông Henry đệ nhị, đệ tam, rồi có thể là đến một cái ông hàng mấy trăm năm sau lại có một ông khác tên là Henry, thì lúc đó ông ấy phải đặt là Henry đệ 7, đệ 8 gì đấy. Thì mọi người nhận thấy đây là một cái quy tắc mà nó đã được sử dụng trong suốt hàng trăm năm nay, với cách đặt tên, cách đặt các cái danh hiệu của các vị vua, nữ hoàng ở phương Tây. Quy tắc thứ ba là chúng ta nói đến rankings. Rất là hiển nhiên, rất là dễ hiểu. Khi mình muốn nói đến thứ tự xếp hạng, chúng ta nói rằng là ai đó đã đạt giải nhất, hay là ai đó đạt giải nhì, hay là mình muốn nói đến các cái thứ tự trong một bảng xếp hạng, như là đội tuyển Việt Nam đang xếp ở hạng thứ mấy, thì lúc đó bắt buộc phải sử dụng số thứ tự. Trường hợp tiếp theo đó chính là fractions. Và nếu như những bạn nào còn chưa biết thì fractions có nghĩa là phân số. Ở đây chúng ta có một cái ví dụ rất là đơn giản khi mình muốn nói cái phân số là 1/3, one third. thì chúng ta sẽ thấy một quy tắc. Phần tử số chúng ta sẽ sử dụng số đếm bình thường là 1. Thế còn phần mẫu số thì chúng ta sẽ sử dụng số thứ tự là third. Tử số là 1, nó đang là số ít, thì chúng ta nhận thấy là không cần phải thêm s vào mẫu số. Khi tử số bắt đầu là số 2, bắt đầu là số nhiều đấy, là 2 là số nhiều trở lên, thì mình phải thêm s vào mẫu số. 2/3 là 2/3. Tương tự như vậy, tất cả mọi người, tất cả các bạn đều sẽ có thể tự viết ra thêm một vài những cái phân số nữa để mà mình rèn luyện cái quy tắc này. Giả sử như thầy muốn nói đến con số là 1/5, 1/5 thì sẽ là 1/5. Chúng ta có tử số là 1 thì lúc đó mình dùng số đếm bình thường là 1. Thế còn cái mẫu số là 5, mẫu số là 5, lúc đó mình sẽ phải dùng số thứ tự. Số thứ tự của 5 thì sẽ phải là 5. Trường hợp cuối cùng mà chúng ta cần phải bắt buộc sử dụng ordinal numbers, các số thứ tự ở trong tiếng Anh, đó chính là khi mình muốn nói đến superlatives, những cấu trúc so sánh hơn nhất. Tuy nhiên, mình lại không nói về cái cao nhất mà mình muốn nói về cái cao thứ 2, cao thứ 3 thì sao? Chúng ta có tòa nhà cao nhất thì theo đúng quy tắc của cấu trúc so sánh hơn nhất, ai cũng đã biết, the highest building. Thế còn tòa nhà cao thứ 2 chúng ta sẽ có the second highest building. Tòa nhà cao thứ 3 sẽ là the third highest building. Ở đây mọi người hoàn toàn có thể nhận thấy một quy tắc rất là đơn giản. Khi mình muốn nói đến cái sự vật mà nó đứng thứ 2, đứng thứ 3, đứng thứ 4, chúng ta sẽ thêm các số thứ tự đứng trước cái tính từ thể hiện so sánh hơn nhất. Mình muốn nói là cái ô tô đắt nhất sẽ là the most expensive car. Thế thì cái ô tô đắt thứ 2 sẽ là the second most expensive car. Cái ô tô đắt thứ 3 sẽ là the third expensive car. Ok. Như vậy, vừa rồi thầy đã chia sẻ với mọi người những cái quy tắc cơ bản về việc sử dụng số thứ tự sao cho chính xác ở trong tiếng Anh. Next one, chúng ta sẽ cùng nói tới những cái nội dung cụ thể về cách đọc và cách viết, đặc biệt là mình lưu ý đến cách viết tắt của các số thứ tự trong tiếng Anh. Đầu tiên, bắt đầu từ 3 con số đơn giản nhất, đó là 1, 2 và 3. Chúng ta có the first, the second và the third. Về vấn đề abbreviations, mọi người có thể nhận thấy first được viết tắt là số 1 và hai chữ cái S và T. Hai chữ cái này chính là hai chữ cái cuối cùng của từ first khi mình viết nó ra bằng chữ. Tương tự như vậy, khi mình viết bằng chữ thì second có hai chữ cái cuối cùng là end và D. Do vậy chúng ta viết tắt là số 2 và hai chữ cái ND. Third cũng thế. Bắt đầu từ fourth trở đi thì mọi người nhận thấy được rằng là một loạt các con số đều được viết tắt bằng chữ cái TH. Chúng ta có 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th và 10th. Từ số 11 cho đến số 19 cũng không có điểm gì quá là khó khăn cả. Mọi người hãy lưu ý khi mình viết 11, 11th thì cái viết tắt của nó sẽ là số 11 và TH chứ không phải là 11 rồi viết ST. Tất cả những bạn nào viết 11 rồi ST là sai nhé. 12, 13 cũng vậy, cũng là TH. Và bắt đầu từ số 20 thì chúng ta nhận thấy đây là một con số tròn trục lớn hơn 10. 20 chính là con số tròn trục đầu tiên mà lớn hơn 10. Chúng ta bình thường sẽ đọc số đếm 20 là 20. Thế nhưng ở đây mình sẽ phải thêm hẳn một âm tiết thứ 3 vào trong từ này. Chúng ta sẽ phát âm nó là 20th. Ở đây mọi người có thể dễ dàng nhận thấy 20 kết thúc bằng chữ Y dài. Nhưng chữ Y dài đây đã bị đổi thành chữ Y ngắn. Và sau chữ Y ngắn thì người ta thêm đuôi E, T và H. Ba cái chữ cái này sẽ tạo thành một âm tiết thứ ba. Chúng ta đọc là 20th. Next one, bắt đầu từ các con số từ 21 trở đi. Chúng ta có 21st, 22nd và 23rd. Với ba con số này, mọi người sẽ thấy vô cùng đơn giản là mình 20 thì 20 chính là cái số đếm thông thường. Và mình đưa first là cái số thứ tự vào. Và 21st sẽ được viết tắt là ST này. 22nd viết tắt ND. 23rd viết tắt là ND. Cứ như vậy, khi đến 30 chúng ta quay trở lại với cái quy tắc là số tròn trục lớn hơn 10. Lúc nãy là 20th thì bây giờ là 30th. Tương tự như vậy, 40 sẽ là 40th, 50 sẽ là 50th, 60 sẽ là 60th, 70 70th, 80 80th, 90 là 90th. Đến 100 chúng ta không có tieth gì nữa mà chúng ta lại là 100th. Và từ 101 trở đi chúng ta lại quay trở lại với nguyên tắc 101st, 102nd, 103rd. Phần 3 và cũng chính là phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, thầy sẽ cùng nói với mọi người về cách phân biệt đuôi tin và đuôi ti ở trong tiếng Anh. The first way that we can differentiate between these sounds is by the vowels. Đầu tiên chúng ta nói về các nguyên âm. Đuôi tin được phát âm là nguyên âm y. Đây là nguyên âm y dài. Nó cần độ căng cứng của lưỡi và môi khi phát âm. Thế còn đuôi ti được phát âm là nguyên âm y ngắn. Nguyên âm này có sự thả lỏng môi và lưỡi khi phát âm. Do vậy rất nhiều người sẽ cảm nhận khi mình phát âm nguyên âm y ngắn, cảm giác nó rất dễ bị rời sang vị trí của âm ư trong tiếng Việt. Chúng ta cùng thử nhé. 14, 40. Quy tắc thứ hai mà chúng ta nhận thấy rất là rõ về đuôi tin và đuôi ti, đó chính là về word stress, trọng âm. Thì ở đây rõ ràng nguyên âm y dài của đuôi tin sẽ mang trọng âm của từ. Âm thanh phát ra phải to hơn, cao hơn và có lực mạnh hơn. Trái lại, nguyên âm y ngắn của đuôi ti không được mang trọng âm của từ. Âm thanh phát ra sẽ nhỏ, trầm và có lực nhẹ hơn. 18, 80. Quy tắc thứ ba để chúng ta có thể phân biệt được đuôi tin và đuôi ti chính là âm cuối, ending sounds. Mọi người hãy cùng để ý thật kỹ. Đuôi tin có âm cuối là n. Đây là một cái nasal consonant, một phụ âm mũi rất là đặc trưng. Các bạn hãy thử bịt chặt hai mũi đồng thời cố gắng phát âm đuôi tin. Mình sẽ thấy khó khăn hơn rất nhiều khi luồng hơi đáng lẽ phải đi ra từ mũi của cái phụ âm n này bị chặn lại. Mọi người hãy thử đặt tay lên mũi và cảm nhận độ rung khi mà luồng hơi đi ra từ mũi nhé. 17, 17. Thế còn ngược lại, đuôi ti có âm cuối chính là một nguyên âm và đó chính là nguyên âm y ngắn. Nguyên âm này không hề ảnh hưởng gì đến mũi cả. Thế nên khi các bạn bịt chặt mũi và phát âm đuôi ti sẽ thấy hoàn toàn bình thường. 70, 70. Cách cuối cùng để chúng ta phân biệt được giữa đuôi tin và đuôi ti đó là giọng Anh so với giọng Anh Mỹ, British accent versus American accent. Một trong những đặc điểm đặc trưng của giọng Anh Mỹ là xu hướng lược bỏ phụ âm t hoặc biến nó thành t khi nó không mang trọng âm. Còn với giọng Anh chuẩn, hiện tượng này không diễn ra. Khi đó mọi người sẽ thấy các đuôi tin bắt buộc phải mang trọng âm của từ, do vậy nó không thể nào bị lược bỏ được. Thế còn với các đuôi ti nó không mang trọng âm thì chúng sẽ bị lược bỏ, mất cái phụ âm trở đi hoặc là bị biến thành d. Cụ thể, mọi người hãy nhìn vào phần bảng thống kê dưới đây với một vài ví dụ. Chúng ta có British identify, American identify. Mọi người nhận thấy trong giọng Anh thì âm t vẫn được phát âm rất là rõ ràng. Thế còn trong giọng Anh Mỹ, người ta hoàn toàn lược bỏ âm t để biến nó trở về một phụ âm thôi, đó là âm n ở kia. Lại nhé, identify. Chúng ta có tiếp theo British thì sẽ là water, American water. British 20, American 20. British 30, American 30. British 70, American 70. British 80, American 80. British 90, American 90. Như vậy trong bài học vừa rồi thầy đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng những ordinal numbers, các số thứ tự ở trong tiếng Anh. Đồng thời chúng ta cũng đã nói qua về những quy tắc phân biệt đuôi tin và đuôi ti để giúp mọi người có thể nghe và phát âm chính xác hơn khi nói đến các con số ở trong tiếng Anh. Cảm ơn mọi người đã chú ý và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các video tiếp theo nhé. Thank you for your attention and I'll see you again in my next videos. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.